Masawana kalo ayam fadanta namutta safagawato arahato sama sambutasa namutta safagawato arahato sama sambutasa namutta safagawato arahato sama sambutasa Buddhang sahanang gacchami, Dhammang sahanang gacchami, Sanghang sahanang gacchami, Duttiyampi Buddhang sahanang gacchami, Duttiyampi Dhammang sahanang gacchami, Duttiyampi Sanghang sahanang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho. Viccacana Sampanno Sugato Lokaviru. Anuttaro buisa dhammasa ratisattha deva manus sanang buddho bhagava tinatti me sanang anyang buddho me sanang warang etena sancha vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang Pada pam sum guarutamang Buddhe yo kalito doso buddho Kamatutang mamang Swakato bhagavata dhammo sandittiko Akaliko ehipassiko Opanayiko pacchattang veditap Bounyuhi tinat Thì mê sa ha năng an nhang, thầm mô mê sa ha năng hoa răng, ê tê na sát cha vật chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng, út ta măng ghê na hoàn đề hăng, thầm mạnh cha rui thăng hoa răng, thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô, ta mà tu tăng mà măng, Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidangchat taripurisa yugani attapurisa pukgala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo Anchalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa Tinatthi me saranang anyang sangho me saranang warang Etena satchavat Jena ho tu me jaya mangalang Uttamang gena vandehang Sankhang charu vithot tamang Sankhe yo kalito doso sangho Kamatutang mamang Vandami cheti yang sabbang sabbathane Supatitthitang saririkathatumaha Bhutin Buddha Rupang Sakalang Sada Sambuddhe Atta Visancha Dwa Rasancha Sasahas Sakepancha Satasahas Sani Namami Sirasaang Desang Thammancha Sankhancha Adarena Namamihang Namakara Nupavena Hantwa Sap Bê upap da vê aneka antaraya vi vi na san tu a se sa to sam bút
Panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa hang te sang thom manh cha sang thanh cha a da re na na ma mi hang namakara nu pha we na ham toa sap be upat da we aneka antaraya piguinas santu ase sato sambutte na butta kasate atta chatta le sa sahas sake vi sati sata sahas sani namami sirasa aham te sang tham manh cha sang khanh cha adare na namami ham namakara nu pha we na ham toa sap Đề upat đa quê an đề ca an ta ra ya đi quy na san tu a se sa to sat đề purat thi ma ya di sa ya sat ta a quê ra su khi hòn tu sat đề purat thi ma ya anu di sa ya sat ta a quê ra su khi hòn tu sat đề đăng khi na ya di sa ya sat ta a về ra su khi hòn tu sắp đề đắc khi na ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề pan chi ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề pan chi ma ya nu đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya anu đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp bề út ba ri ma ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề hết thi mà ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề sát ta A về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít Đúc khà hòn tu áp chà tất chà hòn tu á ni khà hòn tu đi khà Dù khà hòn tu á rô gà hòn tu sâm phát tì hi sa mít Chàn tu su khi áp ta năng pa ri ha ran tu duk kha pat ta cha nit duk kha pa ya pat ta cha nit pa ya so kha pat ta cha nit so ka hon tu sat de pi pa ni no akasat tha cha kumatha devana ga mahitika Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu sa sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hết thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc khan tu no ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hết thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rác khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rác khan tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca Bun nhang no anu mô đàn tu chi răng rác khan tu no sa đa y đăng wa ta no bun nhang a sa wa ka ya wa hang ho tu anagate ka le sa thu sa thu dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học quy diệu pháp ngày hôm nay ạ dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui trong chánh pháp Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ.
Nam mô Phật thầy ạ. Nam mô Tham mạ ạ. Nam mô Sang thầy ạ. Xin chào các học viên. Dạ, con kính lĩnh lễ sư ạ. Dạ. Kính lĩnh lễ sư ạ. Chúng ta học. Dạ. Hôm nay chúng ta học tiết phần lỗi môn chêm bao phần con kính ảnh lên sư. Phần cảnh cảnh rất rõ, tức là trong phần lỗi môn chim bao này thì mình cũng có đó là cảnh rõ, cảnh rất rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ, giống như là trong phần lỗi môn thông thường. Lỗi môn thông thường chỉ có khác đó là cái lỗi môn chim bao thì nó không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp. Rồi, thứ nhất đó là phần định nghĩa, thứ hai đó là lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, tức là vẽ về các lộ trình tâm, thứ ba đó là các chặng tâm trong lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, thứ tư là các tâm lộ trong lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, thứ năm là các tâm có mặt trong lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, thứ sáu là số lượng lộ tâm ý môn chim bao cảnh rất rõ, thứ bảy là lỗi môn chim bao cảnh rất rõ xảy ra ở hàng người, thứ tám là lỗi môn chim bao cảnh rất rõ xảy ra ở các cõi. Đó là tám phần mà mình tìm hiểu ở trong phần lộ trình tâm này. Về định nghĩa, lỗi môn chim bao tức là tiến trình tâm sân khởi qua lỗi môn trong lúc đang ngủ, khi bị đối tượng cảnh rất rõ chi phối, bị đối tượng cảnh rất rõ chi phối. Trong phần lỗi môn chim bao cảnh rất rõ này thì mình có, vì nó có rất rõ cho nên nó sẽ xảy ra ở ba trường hợp so với cảnh rõ. Cảnh rõ thì mình chỉ có nó là chất động lực và chất hột kiếp khách. Nhưng mà ở trong trường hợp cảnh rất rõ, trong lỗi môn chim bao cũng như lỗi môn thông thường, hoặc là cảnh rất lớn ở trong lỗi môn, thì nó thêm cái phần nà cảnh, thêm cái phần nà cảnh. Trường hợp thứ nhất đó là lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, chắc là cảnh không có hoặc là có một hộ kiếp vượt qua. Trong trường hợp mà lỗi chim bao nó thuần tí là cảnh danh pháp thì nó sẽ không có hộ kiếp vượt qua, còn nó bị chi phối bởi cảnh sắc pháp thì nó sẽ có một cái hộ kiếp vượt qua. Và đây là lộ trình tâm. Ý môn chim bao cảnh rất rõ, chót là cảnh. Là mình có hai trường hợp. Một đó là không có hộ kiếp vượt qua, tức là sao? Bình thường thì ở trạng thái hộ kiếp, rồi có cảnh tác động thì là rung động, giết dòng, hai ý môn, động lực và na cảnh, sau đó tâm trở lại trạng thái hộ kiếp. Trường hợp thứ hai đó là có một hộ kiếp vượt qua, sau đó là rung động, dứt dòng, khai ý môn, bảy động lực và hai na cảnh. Thì đây là cái cách vẽ về cái
lỗi môn chim bao cảnh rõ chót na cảnh, chót na cảnh nó chỉ khác với lộ ý thông thường, đó là số lượng hữu phần vượt qua, số phần hữu phần vượt qua thôi. Còn các đơn vị lộ tâm thì nó giống nhau y hệt. Thứ hai đó là lỗi môn chim bao cảnh rõ chót động lực, không có hoặc có một hộ kiếp vượt qua, thì nó cũng được giải thích tương tự. Tức là trong trường hợp mà lộ chim bao mà thuần tí là cảnh danh pháp thì nó không có hộ phần vượt qua, còn nó có tác động bởi sắc pháp thì nó có hộ kiếp vượt qua. Đây là lộ tâm ý môn mà chót động lực. Mình cũng có hai trường hợp. Một đó là không có hộ kiếp vượt qua. Hai đó là có một hộ kiếp vượt qua. Nó chỉ lúc nãy thì mình có thêm phần na cảnh, còn bây giờ thì không có na, vì nó chót động lực thì nó không có na cảnh, thì mình lấy hai sắc na tâm na cảnh ra. Phần thứ ba đó là lỗi môn chim bao cảnh rất rõ, đó là số 3. Chắc không hộ kiếp khách, chắc hộ kiếp khách á, ở trường hợp nào dù là ở lộ ngũ môn, lộ ý môn thông thường, lộ ý môn chim bao thì nó đi có cái ba điều kiện giống nhau, tức là tục sinh bằng tâm thọ hỷ ở cõi vui dục giới. Ở trong trường hợp cảnh rõ thì nó điều kiện của nó là cảnh rõ, trường hợp cảnh rất rõ thì các cảnh rất rõ nó thay đổi hai chữ đó thôi. Còn động lực thì là vẫn là động lực xanh hay là động lực thọ u, động lực xanh thì ở đây mình cũng có hai trường hợp, một đó là không có hộ kiếp vượt qua, hai thì mình có một hộ kiếp vượt qua. Nó chỉ có hai trường hợp như vậy, có hoặc là có một, không có hoặc là có một hộ kiếp vượt qua. Nó chỉ khác nhau một tí như vậy thôi. Bốn điều kiện này thì mình học rồi. Về chẳng tâm, chẳng tâm thì mình vẽ ba trường hợp tiêu biểu để mình tính. Thay vì mình vẽ mỗi một trường hợp là hai lộ trình tâm thì mình vẽ mỗi một trường hợp thì một lộ trình tâm thôi. Trường hợp thứ nhất đó là chót na cảnh. Chót na cảnh thì mình thấy là nó có ba cái tên gọi của lộ tâm, của các tâm khách quan, của các tâm lộ khách quan, tức là khai ý môn, động lực và na cảnh. Thì mỗi một tên gọi nó là một chặng tâm khách quan, cho nên ở trong trường hợp chót na cảnh thì mình có ba chặng tâm, tức là khai ý môn, động lực và na cảnh. Trường hợp thứ hai chót động lực thì mình chỉ có hai chặng tâm khách quan, đó là khai ý môn và động lực. Trường hợp thứ ba là chót hộ kiếp khách. Vì hộ kiếp khách thì nó là một cái tâm, nó có một cái cảnh riêng, không phụ thuộc vào cái cảnh của tâm động lực. Mà tâm hộ kiếp khách ở đây đó là nó là một trong ba cảnh, đó là cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng thuộc cảnh chủ quan.
Cho nên nó cũng không được kể vào chặng tâm ở trong trường hợp này, mà nó chỉ có ở chó hộ kiếp khách thì nó chỉ có hai chặng tâm khách quan, đó là khai ý môn và động lực. Chúng ta nhớ chỗ này. Ở đây là thứ nhất tìm có ba chặng tâm khách quan, lộ thứ hai và thứ ba tìm có hai chặng tâm khách quan. Tâm lộ, vì tâm lộ thì chúng ta thấy ở trường hợp thứ nhất là chót na cảnh. Tâm lộ tức là mỗi một sát na tâm diễn ra ở trong một tiến trình tâm thì người ta gọi cái đó là tâm lộ. Thì ở đây tính tâm lộ khách quan đó là bắt đầu từ tâm khai ý môn, rồi động lực ở trong chặng tâm thì mỗi một cái tên gọi thì nó là một chặng, nhưng mà ở trong tâm lộ thì nó không phải như vậy. Tên gọi thì nó giống nhau, nhưng hễ nó được, nó là sát na khác thì nó vẫn được kể là một tâm lộ. Ví dụ như ở đây, mặc dù cái tên của nó là tên động lực, nhưng mà vì nó có đến 7 sát na thì trong 7 sát na này nó được kể đó là 7 tâm lộ. Tương tự đối với hai na cảnh thì nó được kể đó là hai sát na tâm lộ, hai tâm lộ. Thì như vậy ở trong trường hợp chót na cảnh thì mình có 10 tâm lộ, một khai ý môn, 7 động lực, với lại hai na cảnh, có 10 tâm lộ. Ở trong trường hợp thứ hai thì chót động lực, chót động lực thì một khai ý môn với 7 động lực thì mình có 8 tâm lộ khách quan, có 8 tâm lộ khách quan. Ở trong trường hợp chót hộ kiếp khách thì nó cũng giống như chót động lực, dù cái tên gọi của nó ở đây nó là chót hộ kiếp khách, nhưng vì hộ kiếp khách nó không phải là tâm lộ thuộc về khách quan, cho nên là nó cũng không được kể. Mà cái phần kể về tâm lộ khách quan ở đây chỉ là tâm khai ý môn với lại 7 tâm động lực, 7 sắc na động lực, tức là 8 tâm lộ. Thì ở đây trường hợp thứ nhất chúng ta có 10 tâm lộ, trường hợp thứ hai và thứ ba thì có 8 tâm lộ khách quan, 10 tâm lộ khách quan. Là để thêm cái phần đó, nhớ thêm phần đó, 10 tâm lộ khách quan, để thêm luôn đi. Chỉ để tại nếu mình để tâm lộ không, người ta có thể hiểu nhầm đó là tại tâm lộ ở đây mình có tâm lộ chủ quan và tâm lộ khách quan. Mà mình tính ở đây thì mình tính tâm lộ khách quan, cho nên mình thêm cái chữ khách quan. Mười tâm lộ khách quan. Quan bỏ chữ G. Mười tâm lộ khách quan. Còn tâm lộ thứ hai và tâm lộ thứ ba thì có 8 tâm lộ khách quan. Thứ năm đó là các tâm có mặt trong lộ ý môn chim bao cảnh rất rõ. Tức là một tiến tình tâm như chúng ta xem coi, ở trong lộ tình tâm như vậy thì nó có các tâm nào xảy ra. Rồi từ cái cách tính tâm này thì mình có thể vẽ ra nhiều lộ tình tâm để mình hiểu bài nó rõ hơn. Ví dụ như là ở trong trường hợp thứ nhất là chót na cảnh. Chót na cảnh thì chúng ta thấy là chót na cảnh thì nếu một tiến trình tâm xảy ra
thì nó sẽ có ba sắc, ba thứ tâm, ba thứ tâm đó là tâm khai ý mô, rồi tâm động lực, tâm na cảnh. Thì đó là một tiến trình tâm, một tiến trình tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát, mình tính tổng quát thì ở đây tâm động lực á, tâm động lực nó có thể là ở trong chim bao á, nó có thể là tâm tham, nó cũng có thể là tâm sân, nó cũng có thể là tâm si, nó cũng có thể là tâm thiện. Ta thấy là nhiều khi mình nằm mơ mình thấy đi làm phước gì đó, mình thấy mình cũng vui. Hoặc là mình thấy nằm mơ mình thấy mình cự cãi lộn với ai đó giận rung lên, thì ở trong trường hợp đó mình tâm sân. Như vậy thì ở trong tâm động lực này á, thì nó có đầy đủ, đó là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, rồi 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện. Như vậy thì riêng tâm động lực không là mình có 20 thứ tâm. Thì từ 20 thứ tâm đó chúng ta có thể vẽ 20 lộ trình tâm. Mỗi một thứ tâm mình cho nó mỗi một lộ trình tâm mình cho một cái động lực khác nhau, và mình đưa nó ra một thí dụ. Thí dụ như là lộ trình tâm này là tâm tham hữu trợ, tâm tham vô trợ, tâm tham hợp tà, tâm tham ly tà, tâm tham hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si, hoặc là tâm thiện, hợp tí, vô tí gì đó. Nó tùy theo. Thì rồi na cảnh, na cảnh thì mình có 11 tâm làm việc na cảnh, 11 tâm làm việc na cảnh, đó là 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. Như vậy nếu mình tính tổng quát á, nó chỉ khác ở lộ tâm ý môn cảnh rất ý môn thông thường, cảnh rất rõ là thiếu 8 tâm đại tố với tâm sinh tiếu của bậc thánh A La Hán thôi. Vì bậc thánh A La Hán thì không có xảy ra ở trường hợp mà nằm mơ. Nó chỉ thiếu phần đó. Cho nên ở đây chúng ta vẫn có tổng quyền tổng quát, đó là ở đây chúng ta vẫn có, đó là khai ý môn, rồi 20 tâm động lực, 20 tâm động lực, tức là 12 tâm bất thiện với lại 8 tâm đại thiện, là 21 với lại chúng ta thêm 11 na cảnh, 11 na cảnh là 32, tổng quát là 32. Ở trường hợp thứ hai, một tiến trình tâm xảy ra thì có 2 thứ tâm, đó là khai ý môn và động lực. Động lực ở đây thì chúng ta cũng tính số lượng tâm, nó cũng giống như ở trên, tức là nó cũng có 20 tâm làm việc động lực. Nhưng mà vì nó có na cảnh cho nên chúng ta bỏ 11 tâm na cảnh ra. Như vậy thì ở đây chúng ta còn lại, đó là một khai ý môn với 20 tâm động lực, thì nó có là 21 thứ tâm là tổng quát. Cái trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba đó là khai ý môn và động lực. Nếu một tiến trình tâm xảy ra thì nó có 2 thứ tâm khách quan. Nhưng mà cái về tổng quát, vì cái động lực ở đây, cái điều kiện của nó, của lộ trình tâm này, cái động lực của nó là phải là động lực sanh, hay là động lực thọ ưu.
Cho nên cái động lực ở đây nó bị giới hạn lại so với hai cái động lực ở lộ trình, hai lộ trình tâm trước, lộ trình tâm chót na cảnh với chót động lực. Ở trong trường hợp bình thường thì mình tính tất cả các tâm động lực dục giới, nhưng mà ở trong trường hợp cái lộ trình tâm mà chót hộ kiếp khách á, thì chúng ta nhớ là cái động lực của nó là động lực sanh. Cho nên khi chúng ta tính tâm thì nó chỉ lấy hai tâm sanh, chỉ có hai tâm sanh mới là làm việc là động lực thọ ưu. Thì đó là cách tính tâm. Cái cách tính tâm này nếu mình hiểu rồi đó, mình hiểu rồi thì mình có thể vẽ ra được nhiều loại tâm, nhiều loại lộ trình tâm. Và từ các loại lộ trình tâm đó mình mới có thể đặt ra cái thí dụ, viết ra thí dụ từng trường hợp, từng trường hợp để chúng ta hiểu rõ hơn. Cái này thì mình phải về mình tính ra. Ở đây người ta chỉ để con số chung chung như vậy thôi. Ví dụ bây giờ về mình sẽ ngẫm lại, bây giờ 32 đây là tâm gì, các loại tâm nào, 21 ở đây là các loại tâm nào. Mình phải liệt kê ra cho được các loại tâm đó. Rồi nếu mình khá nữa thì mình tính các tâm đó có các tâm sở nào phối hợp. Có các tâm sở nào phối hợp, mình tính thêm vào. Nãy là có hai trường hợp, tức là liệt kê trường hợp lộ trình tâm thứ nhất, tâm thứ hai, và đây lộ trình tâm thứ ba ha. Tức là cái trường hợp này thứ ba là trường hợp chất hộ kiếp khách, động lực. Tổng quát thì chúng ta có ba thứ tâm, đó là khai y môn và tâm động lực. Tâm động lực cái trang này với cái trang trước cái này nó giống nhau. Trang trước hồi nãy mình sử dụng, mình liệt kê cho cái lộ trình tâm thứ nhất với lộ trình tâm thứ hai. Trang này thì liệt kê thêm cái lộ trình tâm thứ ba. Về số lượng lộ tâm, số lượng lộ tâm ý môn chim bao cảnh rất rõ. Ở đây người ta vẽ cho mình ba trường hợp. Một là chót năng cảnh, hai là chót động lực, ba là chót hộ kiếp khách. Nhưng mình phải nhớ là cái trường hợp chót năng cảnh lúc nãy đó, mình có cái bài học đó là trường hợp chót năng cảnh đó, thì nó có thể là không có hoặc có một hộ kiếp vượt qua. Cho nên trường hợp không có là nó một lộ trình tâm, có một hộ kiếp vượt qua thì nó thêm một lộ trình tâm nữa, thì nó có hai lộ trình tâm. Ở trường hợp chót động lực nó cũng diễn ra tương tự, đó là không có hoặc có một hộ kiếp vượt qua thì nó cũng có hai lộ trình tâm. Ở hộ kiếp khách nó cũng là không có hoặc là có một hộ kiếp vượt qua, cho nên nó cũng có hai lộ trình tâm. Ví dụ ở đây thì mình vẽ tiêu biểu đó là, ví dụ trường hợp chót na cảnh thì người ta vẽ trường hợp đó là không có hộ kiếp vượt qua. Trường hợp động lực thì người ta vẽ cái trường hợp đó là chót cái có một hộ kiếp vượt qua. Ở lộ trình tâm chót hộ kiếp khách đó, thì người ta vẽ đó là không có hộ kiếp vượt qua. Thì chúng ta có thể vẽ lại. Vẽ lại thí dụ ở đây là chót na cảnh không có hộ kiếp vượt qua, chót na cảnh có một hộ kiếp vượt qua, chót động lực không có hộ kiếp vượt qua, chót động lực có một hộ kiếp vượt qua, chót hộ kiếp khách không có hộ kiếp vượt qua,
cho khổ kiếp khách có một khổ kiếp vượt qua, ta vẽ đầy đủ sáu lộ trình tâm. Sáu lộ trình tâm. Như vậy thì mỗi một trường hợp thì nó có hai lộ tâm, nên tổng cộng mình có sáu lộ tâm ở trong trường hợp này. So với ở trong lộ tâm ý môn chim bao cảnh rõ thì nó chỉ có bốn, là vì nó không có là cái trường hợp na cảnh. Trường hợp na cảnh vì người về người người thì nó sẽ có giới hạn ở một số hàng người như thế này. Ví dụ như là bốn người đạo thì mình không nói đi, tại vì bốn người đạo thì chỉ là bốn sát na tâm đạo, cho nên mình còn lại tám hàng người. Tám hàng người thì bỏ ra bậc thánh A La Hán, mình còn lại bảy hàng người. Bảy hàng người ở đây mình chỉ tính ở ở 11 cõi dục giới. Bảy hàng người mà bảy, xin lỗi, bảy hàng người ở đây mình chỉ tính ở cõi người và cõi khổ. Cõi người và cõi khổ, tại chứ thiên họ không có nằm mơ, không có chim bao. Cho nên chỉ còn lại con người mình với lại chúng sanh ở cõi khổ. Ở cõi khổ thì mình cũng loại trừ nữa là chúng sanh địa ngục. Đấy, ở cõi khổ thì có bốn hạng chúng sanh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh và Atula. Thì trong bốn loại chúng sanh ở cõi khổ đó là mình bỏ ra chúng sanh địa ngục, vì chúng sanh địa ngục đang hưởng cái quả của ác nghiệp, tức là lúc nào họ cũng bị thiêu cháy bởi lửa, cho nên không có thời gian ngủ. Không có thời gian ngủ để mà nằm mơ. Thì mình loại trừ chúng sanh ở địa ngục ra, thì chúng ta sẽ còn lại, đó là như vậy mình nãy là bảy hàng người. Bảy hàng người mình bỏ ra chúng sanh ở cõi khổ. Chúng sanh ở cõi khổ thì nó thuộc về người khổ thôi. Một phần của người khổ, một phần tư của người khổ. Như vậy mình sẽ còn lại, đó là người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người khổ. Người khổ, nhớ người khổ tìm loại trừ ra cái chúng sanh địa ngục, rồi người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, đó là bốn hạng phàm phu. Bốn hạng phàm phu. Còn ở bậc thánh thì mình có bậc thánh sơ quả và bậc thánh sơ quả, nhị quả và tam quả. Vậy thì có bảy hàng người. Có bảy hàng người. Nhưng mà bảy hàng người này thì chúng ta nhớ đó là trong bảy hàng người, nhớ là hạng người khổ thì chúng ta phải bỏ ra chúng sanh địa ngục. Ở người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, tại hàng này họ không phải là chỉ có mặt ở cõi người hoặc là cõi trời mình, chỉ có mặt ở cõi người, mà hàng này họ có thể có mặt ở cõi trời, rồi cõi phạm thiên, phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới. Thí dụ người tam nhân thì họ còn có thể là có mặt ở cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, nhưng mà họ chứng đắc thiền định. Nên cái giới hạn ở đây là cũng là chỉ ở cõi người. Ở cõi người. Rồi tương tự đối với ba bậc thánh, tức là bậc thánh sơ quả, nhị quả và tam quả, thì cũng chỉ cho ba bậc thánh ở cõi người. Ba bậc thánh ở cõi người.
Còn các bậc thánh ở cõi trời trở lên thì không tính ở trong trường hợp này. Cái này nó có cái giới hạn của nó, đó là giới hạn. Phần 7 đó là còn trường hợp, một trường hợp đó là phần mình nói lúc nãy là hai phần, tức là cho trường hợp chót na cảnh với chót động lực. Riêng chót hộ kiếp khách á, riêng chót hộ kiếp khách thì động lực sân, động lực sân. Vì động lực sân cho nên mình loại trừ được bậc thánh tam quả. Rồi tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Cho nên mình loại trừ hạng người khổ. Tại người khổ thì tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện. Mình loại trừ người lạc vô nhân, vì người lạc vô nhân đó là tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện. Rồi mình cũng loại trừ người nhị nhân mà tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả. Người tam nhân tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả. Người sơ quả nhị quả, xin lỗi, người nhị nhân tục sinh bằng tâm đại quả thọ xả. Người tam nhân tục sinh bằng tâm đại quả thọ xả. Rồi bậc thánh sơ quả nhị quả mà tục sinh bằng tâm đại quả thọ xả. Tức là chỉ lấy trường hợp đó là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì mình chỉ còn lại đó là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả, tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ. Người nhị nhân thì có thể là đại quả thọ hỷ, đại quả thọ hỷ. Người tam nhân thì đại quả thọ hỷ, nhưng mà nó có thể ly trí hoặc là hợp trí. Còn người nhị nhân thì đương nhiên là ly trí rồi. Người nhị nhân là ly trí rồi. Nhưng mà người tam nhân thì có thể là ly, xin lỗi, người tam nhân thì hợp trí chứ. Người tam nhân rồi bậc thánh sơ quả, nhị quả cũng được sinh bằng tâm đại quả hợp trí. Vậy thì mình có bốn hạng người. Bốn hạng người đối với trường hợp thứ hai. Bốn hạng người, tức là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả. Ở trường hợp mà họ tục sinh bằng tâm thọ hỷ, đại quả thọ hỷ. Trường hợp thứ tám, lỗi môn chim bao cảnh rất rõ xảy ra ở các cõi. Các cõi thì từ cái phần học về người đó, trong cái phần tính người lúc nãy chúng ta thấy là mình chỉ tính người đó là ở cõi người và cõi khổ. Thì chứng tỏ là lộ trình tâm này không diễn ra ở cõi trời, từ cõi trời dục giới trở lên là không có, chỉ xảy ra ở cõi người và cõi khổ. Ở cõi người và cõi khổ. Vậy ở trường hợp thứ nhất á, chót na cảnh, chót na cảnh thì nó có thể xảy ra ở cõi khổ, tức là ngạ quỷ, bằng sanh và Atula.
tức là ở ba cõi khổ và ở cõi người là bốn cõi. Ở trong trường hợp thứ hai là chót động lực. Chót động lực này cũng xảy ra ở ba bốn cõi, tức là ở ba cõi khổ, ngạ quỷ, bằng san và atula, và cõi người. Đó là trường hợp chót động lực. Ở trường hợp chót hộ kiếp khách á, hộ kiếp khách á, nếu mà nói về động lực sanh á, thì nó có thể xảy ra ở ba cõi khổ lúc nãy. Yeah. Nhưng mà vì bên cạnh động lực sanh thì cái lộ trình tâm mà có hộ kiếp khách á, nó còn cái điều kiện đó là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ, cho nên cái lộ trình tâm này nó không có diễn ra ở đối với chúng sanh ở cõi khổ. Đối với chúng sanh ở cõi khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh. Tâm sanh thì vẫn có, tức là chúng sanh ở cõi đó, đó tâm sanh vẫn có. Nhưng mà tâm sanh của họ đó là xảy ra ở hai lộ trình tâm đầu. Thí dụ cái động lực ở đây, ví dụ như là chúng sanh loài thú. Động lực ở đây chúng sanh loài thú. Thì tâm sanh vẫn sanh khởi bình thường. Nhưng mà tâm sanh ở trong trường hợp này là nó chót ma cảnh, hoặc là nó chót động lực, hoặc là tâm tham. Nhưng mà cái tâm sanh mà trong hộ kiếp khách á, trong hộ kiếp khách thì trong tâm sanh mà trong hộ kiếp khách thì nó chỉ xảy ra cõi người. Cõi người, tại chỉ có cõi người, trong trường hợp này nó chỉ có cõi người thì nó mới tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tâm thọ hỷ. Dạ, và nó mới xảy ra ở trong trường hợp loài chim bao này. Như vậy thì ở cái lộ trình tâm thứ nhất á, lộ trình tâm thứ hai á, thứ nhất và lộ trình tâm thứ hai á, thì xảy ra ở bốn cõi, đó là ba cõi khổ và cõi nhân loại. Cái lộ trình tâm thứ ba thì chỉ xảy ra ở cõi người. Tức là chỉ diễn ra đối với con người mình thôi. Thì đó là phần lộ trình tâm ý môn mà cảnh rất rõ, tức là diễn ra ở ba trường hợp. Một là chót na cảnh, hai là chót động lực, ba là chót hộ kiếp khách. Ở trong trường hợp chót động lực thì nếu mình tính chặn thì chót na cảnh, nếu mình tính chặn thì có ba chặn. Chót động lực và chót hộ kiếp khách thì có hai chặng. Nếu về tính tâm lộ thì chót na cảnh thì mình có 10 tâm lộ. Chót động lực và chót hộ kiếp khách thì mình có 8 tâm lộ. Nếu mình tính số lượng tâm xảy ra ở từng lộ trình tâm, tức là thí dụ như chót na cảnh, một tiến trình tâm xảy ra thì mình có 3 thứ tâm, nhưng mà niêm tính tổng quát thì nó có đến 32 thứ tâm, và nó có 20 tâm động lực và 11 tâm na cảnh, cộng với tâm khai ý môn ở trong lộ trình tâm ý môn. Trong trường hợp chót động lực thì mình có 21 thứ tâm, trong đó mình cũng có 20 tâm động lực và tâm khai ý môn. Trong trường hợp chót hộ kiếp khách thì một tiến trình tâm xảy ra thì nó có 2 thứ tâm, nhưng mà tổng quát thì mình có 3 thứ. Cái động lực ở đây nó bị giới hạn, vì động lực ở đây chỉ là động lực sanh. Nếu mình tính tổng quát về mình tính về số lượng lộ tâm, số lượng lộ tâm
Thì số lượng lộ tâm ở đây đó, mỗi nó có ba trường hợp: chấp na cảnh, chấp động lực, chấp hộ kiếp khách. Mỗi một trường hợp chia ra làm hai, tức là không có hộ kiếp vượt qua hoặc là có một hộ kiếp vượt qua. Cho nên ba trường hợp thì nó có tổng cộng là sáu lộ trình tâm. Sáu lộ trình tâm, sáu lộ trình tâm là cách mà mình tính chung. Còn nếu mình phân ra chi tiết theo tâm động lực, theo tâm na cảnh, theo từng loại tâm thì nó rất là nhiều. Rồi nếu mình tính về người, về người thì nếu mà ở trường hợp chót na cảnh với chót động lực thì có bảy hạng người, tức là bốn người đạo thì mình không tính, nhưng mà bốn người đạo thì mình bỏ hẳn, còn lại tám hạng người. Tám hạng người đó là lộ chim bao thì không xảy ra đối với bậc thánh a la hán, thì chúng ta bỏ thêm bậc thánh a la hán. Rồi lộ chim bao thì không xảy ra đối với chúng sanh địa ngục, thì mình bỏ ra thêm chúng sanh địa ngục. Thì tám mà mình bỏ ra, bỏ chúng sanh địa ngục thì nó thuộc về người khổ, chúng sanh địa ngục thì thuộc về người khổ. Nhưng vì người khổ có bốn hạng, dù mình bỏ chúng sanh địa ngục nhưng mà người khổ vẫn được kể. Thì có bảy hạng người, có bảy hạng người. Ở trong trường hợp chấp hộ kiếp khách, nếu mình tính về người thì chỉ có là chúng sanh ở cõi người. Chúng sanh ở cõi người vì theo điều kiện đó là tục sinh ở tâm dục giới, tục sinh ở tâm dục giới và tục sinh bằng tâm thọ hỷ, rồi động lực tu. Thì mình chỉ người thì mình chỉ có ở bốn hàng người, tức là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả, người nhị quả. Còn nếu mình tính về cõi thì ở lộ trình tâm thứ nhất với lộ trình tâm thứ hai thì mình có bốn cõi, tức là cõi ngạ quỷ, bản sanh và Atula và cõi người. Cái trường hợp thứ ba thì chỉ xảy ra ở cõi người. Thì đó là phần nội dung của bài học số bài học về lộ tâm ý môn cảnh chim bao cảnh rất rõ. Tức là chúng ta chỉ cần nhìn ba cái lộ trình tâm này thì chúng ta có thể liệt kê được hết tất cả các trường hợp mà giống như sư nói lúc nãy. Thì học lộ trình tâm á, thật ra chỉ cần mình vẽ ra lộ trình tâm như thế này và mình phải nắm được tất cả các trường hợp, các trường hợp từ chặng tâm, rồi tâm lộ, số lượng tâm, rồi số lượng lộ trình tâm xảy ra ở hạng người và cõi. Và khi mà chúng ta tính ra được hết từ lộ trình tâm này rồi thì chúng ta nhìn vào cái bản nêu chi pháp đó rất dễ. Tức là mình nhìn vào chỗ nào mình cũng có thể nói về người, về cõi, về các loại tâm được hết. Thì nó sẽ tùy theo trường hợp là chỗ nào là mình sẽ nói về lộ tâm y môn, chỗ nào là lộ tâm ngũ môn. Rồi sau này chúng ta sẽ học thêm phần lộ tâm đặc biệt nữa, thì nó liên quan đến tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, thì nó cũng từ các lộ tâm này rồi mình tính nó ra. Thì đó là phần bây giờ ở trong phần lộ tâm lộ chim bao này thì nó còn một cái phần nhỏ nữa chúng ta học luôn học luôn để kỳ sau mình học cái lộ trình tâm đặc biệt. Phần nhỏ đó là
phần này cho học vắn tắt thôi ha, học vắn tắt được. Cái phần này nó cũng không có gì học cho biết thôi, thêm thôi. Tức là lỗi môn chim bao mà cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thì hai trường hợp, cả hai trường hợp thì nó đều không có hậu kiếp vượt qua. Vì đây là lộ trình tâm mà diễn ra ở trong thuần tí là cảnh pháp. Trường hợp mà cảnh không rõ thì nó chót hai ý môn. Chót hai ý môn tức là chỉ có hai sắc năng hai ý môn. Sau đó nó trở lại là hậu kiếp. Thì ở trong trường hợp mà nó có hai ý môn thì nếu mình tính chặn tâm thì nó có một chặn, tính tứ tâm thì nó có một tâm ý môn thôi, một tâm ý môn thôi. Rồi ở người thì nó có thể xảy ra đối với các hạng người mà mình kể lúc nãy, chỉ ngoại trừ ở bậc thánh A La Hán, ngoài trừ chúng sanh ở địa ngục, tức là cũng xảy ra ở bảy hàng người. Ở cõi thì nó cũng xảy ra ở bốn cõi, tức là ba cõi khổ và cõi người. Đó là trường hợp mà cảnh không rõ thì nó chắc là khai mô. Cảnh không rõ chắc khai mô. Trường hợp thứ hai đó là lỗi môn chim bao cảnh mơ hồ thì chóc rung động. Ở mơ hồ thì chóc rung động. Ở trường hợp chóc rung động thì nếu mình tính về tâm khách quan thì nó không có. Không có tâm khách quan. Số lượng tâm khách chặn tâm thì nó cũng không có. Tâm khách quan cũng không có. Lộ trình tâm thì nó chỉ có một cái lộ trình tâm như thế này. Người thì nó cũng xảy ra ở bảy hạng người, giống như kể ở liệt kê phần lúc nãy. Tức là bỏ ra bậc thánh A-la-hán, bỏ ra chúng sanh ở cõi khổ. Vì cõi thì nó xảy ra ở bốn cõi, tức là cõi ngạ quỷ, địa ngục, bàn sanh và A-tu-la và cõi người. Thì đó là cái lộ trình tâm, lỗi môn chim bao cảnh mơ hồ và cảnh rất rõ. Tâm học quán tắc là vậy được rồi. Quán tắc nhưng mà vẫn đầy đủ, giống như mình không có trình chiếu cái bài đầy đủ thôi. Nhưng mà vì phần nội dung thì nó chỉ có bao nhiêu đó. Tức là cái phần nào không có thì bỏ nó ra đi. Ví dụ như là cái phần mà mình tính là số lượng tâm, chặn tâm, rồi lộ trình tâm, mấy phần đó nó chỉ có một thứ thì nó cần liệt kê dài dòng, chúng ta chỉ nói ngắn gọn như vậy là được. Thì đó là phần bài lộ tâm ý môn mà cảnh lộ tâm, lộ ý môn chim bao cảnh mơ hồ và cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Chúng ta gom lại thành một bài ngắn như vậy. Rồi đó là phần coi như là mình chấm dứt cái phần lỗi môn chim bao. Lỗi môn chim bao. Thì sau thì chúng ta sẽ học tiếp, đó là cái phần lộ trình tâm đặc biệt liên quan đến việc chứng đắc thiền định và đạo quả. Rồi bây giờ trả mic lại cho lớp chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, con có thắc mắc, sư cho con hỏi. Dạ thưa sư, cái trong cái lộ chim bao mà cảnh rất rõ và rõ thì nó có cái động lực như vậy thì nó có tạo nghiệp không vậy sư? Không có tạo nghiệp. Tại vì mặc dù tiến trình tâm thì nó diễn ra đầy đủ như vậy. Tại chúng ta cũng thấy đó là nhiều khi mình nằm trên bao thì mình cũng thấy gì? Mình cũng thấy là mình đang làm phước bố thí, khi mình đang thấy cúng dường chư tăng, đang thấy đi chùa. Cho nên cái tiến trình tâm thì nó vẫn diễn ra đầy đủ như vậy. Nhưng về cái tạo nghiệp á,
là do tư tâm sở nó có sức mạnh, nó tích lũy cái quả để đưa đến tái sanh. Yeah. Nhưng mà trong lộ chim bao thì cái tư tâm sở nó rất là yếu, mặc dù nó có mặt nhưng mà nó rất là yếu, nó không đủ sức mạnh để nó tích lũy lại cái nghiệp để đưa đến cái quả tái sanh. Hoặc là ở trong cái đó là mình nói về lộ chim bao. Sau này chúng ta học ở lộ trình tâm mà đạo quả, chứng đắc đạo quả, chúng ta cũng thấy là tư tâm sở nó cũng có mặt ở trong đó. Yeah. Nhưng mà tư tâm sở mà nó có mặt ở trong tâm đạo, tâm quả, thì lúc đó nó cũng không có làm việc tích lũy nghiệp, giống như là khi mà nó có mặt ở trong tâm thiện hoặc là tâm bất thiện ở lộ trình tâm ý môn thông thường, hay là lộ trình tâm ý môn thiền định, hoặc là lộ trình tâm ngũ môn thông thường, mà nó tích cái quả để cho nghiệp, để tích lũy cái quả để đưa đến tái sanh, mà nó chỉ có mặt trong lúc đó là tập hợp các pháp đồng sanh. Rồi trí thì nó sanh khởi trong lúc đó, nó sát trừ thiện ngạo. Yeah. Ở đây sư muốn tích cái đó để cho các tử mình thấy là tại ở trong Phật giáo mình có cái câu đó là chia tánh na hăng thích câu quê cái gì câu gì thích câu quê để nhìn bên máy câu đó chết tánh na hăng quát cầm măng tức là tác ý chính là nghiệp, sự cố ý chính là nghiệp á, nhưng quên cái câu đó mất nó ngang quá đặc ý tức là cái gì ai nhớ nói đầy đủ nói coi. Chia tên là hàng thứ quê quá đam ý chia tên là hàng cầm ăn thích câu về quá đam ý là ý chính là nghiệp, tức là mình phải có sự chú ý tính cố ý là nghiệp. Mình quen dịch tác ý, thật ra không phải tác ý mà cái đó là sự cố ý. Cố ý để mình làm một cái việc gì đó. Thì chúng ta thấy là ở trong lộ chim bao á, mặc dù tiến trình tâm mình học lúc nãy mình thấy nó diễn ra giống y hệt như là tâm ý môn thông thường, nhưng mà thật ra là cái sự cố ý ở đó nó không có. Sự cố ý nó không có do nó tạng lại thôi. Tại ở trong lộ chim bao mình, nó diễn ra nó do bốn lý do đó. Do bốn lý do, chứ nó không phải là giống như là trong thời bình nhật của chúng ta. Tức là bốn lý do. Dạ, bài học đã kết thúc. Do rối loạn tiêu hóa, do những kinh nghiệm quá, do nghiệp tác động. Mình ví dụ mình đi chùa, ví dụ hàng năm cứ đi chùa dân y, bây giờ năm nay không được đi cái tối, em tới mùa dân y tối nằm thấy mình đang đi dân y. Thì đó là do cái kinh nghiệm quá khứ nó tràn lại. Nhưng mà thật sự lúc đó là mình không có làm, cho nên nó không có tạo nghiệp. Không có tạo nghiệp. Rồi, đó là phần bài học ngày hôm nay. Rồi, xin chào mấy lại chưa? Con kính tri ân sư. Dạ, bài học hôm nay đã kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ ý môn chiêm bao, cảnh rất rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ, con kính chư sư. Con xin thay mặt con chúng học viên trong room hội hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca
Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nang a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ga rô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30. Dạ, con kính chúc sư tinh tuệ. Dạ, con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ được mạnh khỏe và an vui trong mùa an cư. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, con kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư buổi học hôm nay ạ. Con kính truyền sư ạ. Dạ, con kính truyền sư. Con xin chào các lớp.